Hello, xin chào các bạn nhé. Thì video ngày hôm nay ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền trên cái ứng dụng Deepcode này nhé. Thì các bạn thông cảm, bây giờ là 10 giờ kém rồi. Ban đêm mà mình dùng chế độ ban đêm là cái gì nó cũng chế độ tối nha. Okay. Thì mong các bạn thông cảm, các bạn nhìn nó hơi khác thì các bạn thông cảm nhé. Thì nên các kiểu mình chuyển sang màu chế độ tối hết nha. Nó sẽ cũng là tối. Thì giờ ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền ở đây, là một ngày kiếm được rất là nhiều từ cái ứng dụng Deepcode này nhé. Thì cái ứng dụng này kiếm một ngày nó nâng lên Deep 5, Deep tối đa của nó là một ngày được 1.440.000 thôi. Thì các bạn ấn vào mình để đường link video ở dưới phần mô tả, các bạn chỉ cần ấn vào thôi là nó sẽ đến giao diện như này này. Thì các bạn ấn vào đây thì nó hiện như này, thì các bạn ấn vào tải xuống hoặc là các bạn ấn vào đăng ký. Tôi muốn đăng ký luôn đường này, các bạn đăng ký luôn thì các bạn ấn vào đây như này, thì các bạn tự đăng ký nha, mình không hướng dẫn đăng ký nữa tại vì nó rất là mất nhiều thời gian. Thì các bạn cứ ấn tải xuống này cho mình, ấn tải xuống thì tải xuống APK thì nó sẽ ở các bạn vào trình quản lý của các bạn này, các file của các bạn thì nó sẽ ở chỗ APK này. Như này thì nó chưa cài đặt, nó sẽ ở đây, nhưng mình cài đặt rồi. Thì đây mình cài đặt rồi thì nó sẽ ở màn hình chính, là nó có giao diện, là giao diện của nó là như thế này nhé, chữ K đây nhé. Thì các bạn ấn vào thì các bạn đăng nhập thì nó sẽ hiện như này, các bạn tự ấn vào đăng nhập nhé, đăng ký và đăng nhập nhé. Thì nó sẽ về trang đầu như này, thì nó sẽ hiện cái cảnh báo, nói chung là nó báo là như thế này. Các bạn click đi. Bây giờ nó đang thông báo là giờ giúp không là rút tiền nó hơi khó tí hơn nha các bạn nha. Giúp không với VIP 1 nên nó tính từ VIP 3 trở lại. Nói chung là nó ưu tiên VIP cao hơn thì nó mới rút được tiền hơn. Thì mình chịu khó đợi thôi nha. Đấy, thì mình sẽ ấn click đi này. Đấy nha, mình các bạn muốn xem cái căn bệnh của mình thì mình ấn vào cho thành viên này. Bây giờ là mình đang là VIP 0 nha. Đấy. Thì các bạn nâng lên VIP 1 là 68.000 này. Nâng lên VIP 2 là 156.000 này. Nâng lên VIP 3 là ở đâu? 1.560.000 VIP 2 nha. VIP 3 là 3.380.000 nha. VIP 4 là 8 triệu nha. VIP 5 là 23 triệu nha. Đây VIP 5 này. VIP 5 này là mỗi cái VIP nó khác nhau nha. Thì mình giả sử mình tính cái VIP 5 này nha, là giá nâng cấp là 23 triệu nhưng mà thu nhập mỗi ngày chỉ 48 nhiệm vụ thôi, nhưng mà kiếm mỗi nhiệm vụ 30.000 cơ đây này. 30.000 nhân với 48 nhiệm vụ thì nó vào mỗi ngày được 1.400.000 thôi. Đấy, rất là nhiều rồi nha các bạn nha. Đấy, các bạn tự vào mà khám phá thấy hay thì các bạn vào chơi nha. Mình cũng không dám chắc là nó sẽ thành công, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên làm. Mình chỉ bảo các bạn vậy thôi, các bạn cứ thử chơi VIP 0, VIP 1 đi. Đấy, nâng chỉ có 68.000 thôi chẳng hạn. Các bạn chơi thấy ok thì các bạn nâng lên, còn không thì tùy các bạn nha. Đấy. Thì mình chỉ giới thiệu như vậy thôi. Các bạn vào mà kiếm được tiền từ cái ứng dụng này thì các bạn nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Và thấy video hay và kiếm được tiền thật sự thì các bạn chia sẻ video này cho mình nha. Chia sẻ cho nhiều người cùng biết để cùng nhiều người cùng được kiếm tiền nha. 48 nhiệm vụ nhưng mà thật sự là mình thấy làm nhiệm vụ ở đây là không đầy một phút luôn. Làm có mấy giây là được một nhiệm vụ à. Nên là các bạn cứ nghĩ là nhiều thôi, nhưng 48 nhiệm vụ thì mình nghĩ là tầm khoảng hai mấy phút thôi là xong rồi. Nếu với những bạn làm nhanh có thể có mười mấy phút, 20 phút là chắc là được rồi. Là xong 48 nhiệm vụ được hơn triệu rồi nha. Không mất thời gian đâu các bạn ạ. 7 mấy nghìn. Đấy, thì VIP 3 thì được 100
mấy nghìn, 18 nhiệm vụ, nhưng mà mỗi nhiệm vụ 9.200 cơ. Đấy. Thì mình sẽ vào hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ nha. Đây các bạn ấn vào chỗ nhiệm vụ này, ấn vào nhiệm vụ nha. Thì các bạn nó có, mình đang ở VIP nào thì các bạn ấn vào VIP đấy rồi đây này. Thì VIP 0 đến VIP 4, VIP 5 đã nhiều này. Thì mình chọn cái nào thì chọn thôi. Mình đang ở VIP 0 thì mình chọn của VIP 0. Mình sẽ ấn vào VIP 0 nha. Thì đây mình sẽ nhận nhiệm vụ là nhận đơn ở đây nha. Mình nhận đơn này. Đấy, nhận nhiệm vụ thành công này. Thì các bạn ấn qua cái chỗ này, này dưới này, ấn vào lịch sử này nha. Đấy, lịch sử đây là mình đã nhận, lúc nãy mình nhận một đơn rồi, giờ nhận thêm một đơn là hai đơn, tổng là còn 5 đơn thì còn 3 đơn nữa mình chưa nhận này. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn làm cái đơn đầu tiên, mình nhận nhiều thì ít nhưng mà mình nhớ là từ đầu, cái đầu hay cái thứ hai hay cái thứ ba thì các bạn ấn sao chép cái nào thì tin mình lại gửi vào cái bên này nha. Thì các bạn đầu tiên thì các bạn sẽ ấn vào cái sao chép link nha. Đấy, ấn như này là nó ra sao chép link xong rồi. Thì các bạn ấn về này. Ấn về nhá, các bạn vào cái trình duyệt nào cũng được, cốc cũng được, mà Google Chrome cũng được. Mình hướng dẫn hai cái thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn là ở Google Chrome này. Thì mình lại hướng dẫn làm một nhiệm vụ ở cốc nữa nha. Đấy, mình sẽ vào Google Chrome này. Thì lúc nay mình vào đến đây rồi. Thì mình ấn vào đây này. Thanh tìm kiếm như này thì các bạn ấn vào thanh tìm kiếm này nhé. Thì các bạn ấn vào dưới này, ấn vào dưới này. Nó hiện lên dán, mình ấn vào chỗ dán này. Nó hiện như này thì các bạn ấn cái mũi tên đi này nhé. Các bạn ấn vào Boca TikTok nhé. Mình không biết tiếng Anh là không biết đọc như nào cho đúng. Mình cứ ấn vào đây đi. Đọc vào này. Đấy, thì nó sẽ là như này. Nó sẽ hiện. Hey, em ra đây có chuyện gì vậy? Thì các em bạn cuộc sống mình thế nào rồi? Mình ấn vào trái tim của nó nha. Đây, ấn vào trái tim này. Đấy, xong mình chụp ảnh màn hình nha. Đấy, thì xong là các bạn ấn về nha. Ấn về, các bạn ấn vào cái ứng dụng Discord này. Hay lại cái phần lúc nãy thì các bạn ấn vào cái chỗ này gửi nhiệm vụ này. Ấn vào đây. Rồi các bạn ấn vào dấu cộng. Là có hai cái chữ Trung Quốc đây thì các bạn ấn vào cái bên tay trái này nhá. Như là cái bên tay trái này này. Đấy. Mình ấn vào bên này nha, ấn vào bên này là tối ẩn luôn nha, mình không biết là cái gì luôn. Mình ấn vào bên trái này. Thì mình chọn cái ảnh lúc nãy mình chụp đây. Đấy. Thì các bạn ấn vào gửi này. Gửi ảnh chụp màn hình. Đấy, đã gửi ảnh thành công. Đấy. Nhiệm vụ thành công rồi. Nhưng mà giờ nó chưa được nhận được tiền ngay đâu. Một vài phút sau nó mới nhận được nha. À quên, hôm nay mình không cho xem tài khoản của mình. Thì đây tài khoản đây. Tài khoản mới đầu là 45.000 nha. Đấy, giờ nó chưa cộng đâu, vẫn 45.000. Một lúc sau thì các bạn xem là nó sẽ cộng thêm tiền luôn nha. Mỗi nhiệm vụ là 3.800. Mình lại vào tiếp lịch sử này. Mình lại hướng dẫn cho các bạn là cốc cũng được nha. Đấy, mình sẽ lại tiếp tục sao chép đường link này. Là các bạn ấn về, các bạn vào cốc cốc này, các bạn tiện ứng dụng nào thì các bạn làm cái ứng dụng đấy thôi. Các bạn ấn vào thanh tìm kiếm này, xóa đi, các bạn ấn giữ, ấn thế là đã vào, ấn mũi tên xanh này chuyển đi. Đấy, các bạn vẫn ấn vào Boca TikTok. Đấy, các bạn cũng ấn vào trái tim này thôi. Cứ thả tim cho họ là mình chụp ảnh màn hình. Là ok, mình ấn về. Mình lại vào Discord. Tiếp tục. Này gửi nhiệm vụ thôi. Nhanh nhanh thôi, ấn vào cho cục. Ấn vào cái chữ đỏ bên tay trái. Ấn thế, đấy. Các bạn lại ấn vào cái ảnh vừa chụp xong. Các bạn gửi ảnh màn hình. Thế là thành công. Đấy, thì các bạn cái làm nhiệm vụ như thế đó, quay sang nhiệm vụ hết thì lại sang bên nhận đơn, xong lại cứ nhận hết đơn đi cũng được, xong là mình sang mình làm thế. Đấy. Đấy, số nhiệm vụ đơn này đã hết, đấy, nhận hết rồi là không nhận được nữa. Mình sẽ sang bên này, đây mình còn ba cái nhiệm vụ đây, đấy, số cơ hội thì đã hết rồi.
vẫn còn ba nhiệm vụ mình chưa làm nha. Thì mình sẽ không hướng dẫn nhiều nữa để mất thời gian của các bạn nữa, thì mình dừng video tại đây nha. Các bạn tự khám phá nha, thấy hay thì nhấn like video và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.